Royal M239 lại tiếp tục về rất là nhiều màu mới, giống như mình đang đội cho các bạn xem một cái nón nửa đầu. Royal M239 có kính âm. Mẫu nón này là nó sẽ trang bị cho bạn một cái kính mà kéo xuống như thế này. Khi mà mình không có nhu cầu sử dụng thì các bạn chỉ cần kéo lên như vậy nha. Màu kính mặc định của cái dòng nón này đó chính là màu khói. Màu khói thì giúp cho bạn có thể là đi cả ngày và đêm. Thì khi mà bạn thở ra thì nó sẽ có hơi hơi nó dính ở phần chỗ mũi một chút xíu, nhưng mà nó không quan trọng lắm đâu. Ví dụ như bạn đi trời mưa đi thì bạn có thể để ở tư thế như thế này nè. Đó, sau khi bạn thở ra thì nó sẽ đi xuống dưới đây. Màu đen nhám thì nó sẽ có các size như là M, L, XL và size 2XL. Ở trên cái vỏ nón thì nó sẽ có các lỗ thông gió, giống như là hai lỗ ở trước đây và hai lỗ ở phía sau như thế này nha. Và lót nón thì các bạn có thể tháo rời vệ sinh được. Bạn chỉ cần làm một cái thao tác là như thế này thôi. Kéo mạnh nó ra và có thể tháo được luôn cả cái bộ lót, cực kỳ là đơn giản thuận tiện. Thì cái phần lót này á, bạn sẽ dùng nó để đi giặt vệ sinh rồi sau đó mình sẽ thay thế lại. Ngoài màu đen nhám ra thì hãng còn làm thêm cho các bạn màu khác như là màu trắng nè, cũng đủ size cho các bạn lựa chọn luôn nha, từ size M cho tới size 2XL. Kéo kính xuống. Khác với mẫu M139 thì M239 nó có trọng lượng nó nhẹ hơn và nó sẽ cho bạn một cái cảm giác là thoải mái hơn nhiều khi các bạn đi trong thành phố. Màu tiếp theo là màu xám xanh, màu này cũng đẹp nha các bạn. Đội lên nè, kéo kính xuống. Đó, bạn đi đường gần đường xa cũng rất là ok. Một sự lựa chọn khác ngoài đen nhám đó chính là đen bóng. Thì đen bóng nó sẽ như thế này nha. Đội lên, kéo kính xuống. Và màu cuối cùng mình muốn cho các bạn xem đó chính là màu xám xi măng. Cài lên, kéo kính xuống. M139 nó sẽ thuần 3/4 và nó sẽ che hai cái phần tai lại. Nếu mà đi trong thành phố thì nó sẽ có một cái cảm giác là hơi bí bách, hơi là khó chịu. Cho nên việc Royal M239 ra đời thì nó sẽ phục vụ cho nhiều nhu cầu hơn. Đi gần cũng được, đi xa cũng được. Sản phẩm này là sản phẩm chính hãng. Hiện tại bên mình đang có chính sách là bảo hành cho các bạn trong vòng 2 năm, hỗ trợ miễn phí giặt nón cho các bạn trong vòng 2 năm luôn. Sản phẩm đang có sẵn tại giỏ hàng TikTok, các bạn có thể nhấp vào góc trái lên màn hình nha. Đang có rất là nhiều khuyến mãi á.